Đặc công là binh chủng đặc biệt, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Vì vậy, cán bộ, chiến đấu viên đặc công phải xây dựng tinh thần thép, sự mưu trí dũng cảm, kỹ chiến thuật nhuần nhuyễn và khả năng tác chiến độc lập. Với các nữ quân nhân, đặc công cũng không ngoại lệ. Mặc dù với nữ giới thì đó là những yêu cầu khó khăn hơn nam giới. Nhưng dù khó, không có nghĩa là họ không hoàn thành được. Những nữ chiến đấu viên đã chứng tỏ họ là những bông hồng thép, có khả năng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt. Những bàn trông sắc nhọn, sức ép từ phiến đá to nặng, đó là thử thách mà các nữ chiến đấu viên đặc công phải vượt qua khi huấn luyện nội dung công phá. Cách lấy hơi, từng động tác phối hợp phải chuẩn xác. Và trên hết là ý chí phải thực sự mạnh mẽ, không có chỗ cho sự lơ là, mất tập trung hay sợ hãi nào. Khi mà mình chỉ cần lơ là một tí là cái khí công mình thở ra ấy, thì mình không thể nào mà lấy lại được nữa. Khi đấy thì là lực đẩy từ trên xuống là sẽ bàn đinh nó cũng sẽ cắm vào người ạ. Lo lắng về rủi ro và nỗi sợ độ cao khi luyện tập nội dung tụt dây chiến thuật là cảm giác ban đầu không tránh khỏi với một cô gái trẻ như Nguyễn Thị Hải Linh. Tuân thủ chính xác quy trình an toàn, thuộc luyện động tác riêng lẻ trước khi tung mình vào khoảng không, Linh đã mạnh mẽ vượt qua được chính mình để hoàn thành tốt nội dung huấn luyện. Thậm chí, Linh còn tự tin chinh phục thử thách tụt ngược với độ khó cao hơn. Khi mà đứng ra để thực hiện động tác ấy, thì tôi chỉ đặt cho mình một cái quyết tâm là phải làm bằng được. Thứ hai nữa là phải áp dụng hết những cái kiến thức mà cấp trên và các đồng chí đi trước đã truyền đạt lại cho mình và tiếp thu những cái ý kiến đấy là mình áp dụng vào thực tế. Thuộc biên chế lực lượng đặc biệt tinh nhuệ với những nội dung huấn luyện khắc nghiệt, các nữ quân nhân thuộc binh chủng đặc công được tuyển chọn từ những cô gái ưu tú. Không ngừng rèn luyện để mạnh mẽ hơn, thuần thục hơn, những bóng hồng xinh đẹp trên thao trường đã trở thành một phiên bản khác. Sự mềm yếu đã nhường chỗ cho sự tinh nhanh, dũng cảm và can trường. Sự huấn luyện của người chiến sĩ đặc công thì đòi hỏi là cái cường độ rất cao và cái mức độ huấn luyện rất nguy hiểm và đòi hỏi phải có một cái thể lực, một cái sức khỏe tốt. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đấy thì có thể nói đại đa số các đồng chí nữ của nhà trường có một cái ý chí, một cái tinh thần nghị lực, một cái bản lĩnh rất cao. Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi, các nữ chiến đấu viên đặc công đã khẳng định bản lĩnh và dấu ấn riêng, xứng đáng với truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam.